cá nhân là đúng. Đây, làm theo thực tế này, chúng ta có cái bình rất to này. Đấy, xong rồi tí xem trong bình này có 2 lít, giả sử trong bình này có 5 lít chẳng hạn. Thế nhưng mà chúng ta lấy một cái ống hút, để ta chỉ hút ra khoảng 10 ml thôi. Xong rồi đem 10 lít đi phân tích trên máy quang phổ chẳng hạn. Ví dụ nó ra là x gam, trong này có x gam vàng chẳng hạn. Đấy, tức là 10 lít này sẽ x gam vàng chẳng hạn. Vậy thì tính xem là trong cái bình này bao nhiêu gam vàng, gam làm nào? Em lấy 5 lít, em đổ ra ml đúng không? Xong em chia 10, em ra mấy trăm lần? 500 lần, vậy lấy x gam đến 500 lần đấy. Thế ra được là xem cái số gam vàng ở trong mẫu ban đầu này. Thầy đã từng làm cái này rồi, thì biết là phải nhân đôi. Đây thế, nó ra một cái bình này, bây giờ nó không lấy mà nó chia đôi. Đấy, nó chia đôi ra, xong rồi đem một nửa đi thí nghiệm. Xong đem một nửa lại đi thí nghiệm. Thì khi mình gộp vào thì phải làm sao? Phải nhân đôi, đúng. Ok, thế còn xem xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta xem cách làm bằng thu nhá. Em nhầm một chỗ nào? Em bị nhầm lúc rồi em nhìn nhầm cái số mô xe C3 không phải không? Chúng ta làm công trình yêu được. Thầy hướng dẫn các em cách làm công trình yêu. Nào công trình yêu nhá. Đây, đầu tiên là các em biết phần 1 nha. À không, công trình yêu thì biết từ đầu. Là HC3 trừ cộng với OH trừ tạo thành cái gì nhỉ? Thành CO2 2 trừ cộng với đến nước. Và còn cái gì dư nữa? Đấy, sau đó thì em biết thầy CO3 2 trừ cộng với lại CA2 cộng trở thành cái gì? CA CO3 kết quả đây là phần 1. Phần 1 thầy bao nhiêu không? Không phải ống 6 đâu, hay bao nhiêu? Không phải ống 6. Vậy suy ra trong mỗi phần nữa này không phải ống 6 này. Tính lại thôi. Tính HC3 trừ thôi. Vẫn được. Đã kem xong này chưa đã? Rồi. Phần 2. Phần 2 là có thêm phản ứng này HC3 trừ phân hủy thành CO3 2 trừ cộng với lại CO2 valine cộng với lại H cộng cộng HCO hai lần nữa này. Sau đó thì CO3 2 trừ cộng với gì nữa? C2 cộng à đâu, thầy xin lỗi, cái này là BA chứ không phải là CA thì nhầm. BA ở đây là CA này, để thành CA CO3 kết tủa. Thế nhưng trước đó lại có thêm cái này nữa không? CO3 trừ cộng với CA2 cộng thành cái gì đã? Đúng rồi, kết quả có trước đã. Sau đó đem nung. Thì cái này là kem này là bao nhiêu rồi? Không phải không 6. Ở phần 1, phần 2 vẫn thế thôi. Vẫn không phải không 6. Đây là gì? Không phải không 6. Thế mà tổng cái xe CO3 là bao nhiêu? Không phải không 7, mà trên không 6 ở bên dưới còn bao nhiêu? Vậy thì cái này ra bao nhiêu? Không phải không 1, nhưng mà đây phải là không phải không 1 và đây nhân 2 đúng không? Vậy có nghĩa là trong mỗi phần, trong phần 1 cũng như phần 2 thì ta có là CO3 2 trừ bao nhiêu? HCO3 trừ là bao nhiêu? Đấy. Sau đó chúng ta sẽ áp dụng bảo toàn là C thì tính được cái HCO3 trừ ban đầu. Sau đó bảo toàn điện tích thì tính được cái NaOH. Và tôi ghi đã có hai cách em dùng cái chính vô vẫn được. Thế nhưng mà khi nào thầy bảo dùng phương trình yêu và khi nào không thì bài này thầy khuyên là không nên dùng phương trình yêu. Nó cũng có thế đâu, nó chẳng giúp bằng cái gì cả.
đằng sau nó liên hoàn tất nhiên. Nhiên là nhạc chưa có truyền thống. Kem xong chưa? Bây giờ thầy nói tiếp nha. Vậy từ đó suy ra số mol HCO3 trừ ban đầu này, ban đầu là 2 cộng vào này, 0,06 cộng 0,2 cộng 0,8, nhưng mà em nhớ phải nhân gì? Nhân 2 bằng 0,16. Đấy. Thế là làm tính được số mol của NaOH. Để các em dùng vào vào diện tích em ạ. Nguyên âm đây là bao nhiêu đây? Ở đây bao nhiêu? Đây là số mol thì nguyên âm thôi. Mol nguyên âm 0,06 × 2 cộng với gì nữa? 0,02 × 1 bằng 0,10 × 14. Đây là điện âm sau, đây là điện âm sau này. Thế mol điện âm trước, mol điện âm trước này, cái này trước bằng cái gì nhỉ? À, bằng mol của OH trừ đây này. Đấy, mol OH trừ này cộng với mol của cái gì? Của gốc gì đây? HCO3 trừ mol của HCO3 trừ. Thế mà hai cái này trước phải sau bằng nhau thôi. Vậy đây phải bằng cái này. Mà cái này bao nhiêu sẵn rồi? À, thì nó phải nhân đôi nữa. Nhân đôi nữa. Mà không phải 28. Vậy sẵn bao nhiêu rồi? 0,16. Vậy cái này trừ đi thôi. Suy ra mol của NaOH đúng là mol của OH trừ bằng 0,28 trừ 0,16 bằng 0,12. Thế vậy có ra không? Có. Ra y hệt như cách kia. Y hệt như cách kia không? Thế nhưng mà bài này thì bảo rồi không nên dùng cơ chỉnh y âm. Cơ chỉnh y âm nó hơi bị khó hiểu cái chỗ này. Là bảo toàn diện tích. Điện tích đầu phải bằng điện tích sau. Điện tích đầu nó nằm ở đâu nhỉ? Nó nằm ở cái OH trừ và cái gì nhỉ? Và HCO3 trừ. Điện tích sau nó đi vào đâu? Đi vào CO3 trừ và đi vào HCO3 trừ. Thực ra cái bảo điện tích đây nó chỉ nằm bằng cái gì? Bằng nó đi. Mình thông qua nó đi hay hơn. Tất nhiên bài này phải khó. Những bài này là những bài nó nằm ở trong cốt từ 8 đến 9 điểm. Còn mỗi cái những cái câu quen quen thì cũng là dễ thôi, câu lạ thì là khó rồi. Câu tiếp theo là câu số 8. Còn câu số 8 thì để lại nhá. Ta làm câu quen hơn một chút đi. Câu 9. Câu 9 là cái dạng này để rồi đúng không? Câu chế gì? 30 ml HCl 1 mL. HCl 1 mL cộng với 100 ml là 2CO3 0,2 mL và là HCO3 0,2 mL là sau phản ứng thu được số mol CO2. Mol CO2 bằng bài này thì quá quen thuộc được, thầy đã dạy buổi trước đúng không? Vâng. À, mày nhớ nè. Em thầy là được sẽ tính số mol của yêu mol của các cộng đúng không? Vâng. 0,03. Mol CO3 trừ là 0,02. Mol HCO3 trừ là 0,02. Mol HCO3 trừ bằng 0,02. Em biết sơ đồ 3 dòng. Biết sơ đồ 3 dòng tính lần lượt đúng không? Vâng. Sẽ gắn ra. Đấy, nhưng mà có cách nhìn nhanh thôi. Có, nó sẽ
nó cách nào nhanh kiểu n bằng CO2 CO2 sẽ bằng n thắc cậu trừ đúng rồi đấy, phương trình phương pháp tính nhanh như thế đấy rồi đúng không? Thế còn phương pháp viết phương trình lần lượt trong lập sơ đồ ba dòng thì chắc chắn sẽ ra cách cơ bản, nhưng mà nó khá là lâu. Tính thì xem ra bao nhiêu? Sẽ bằng 0,01 0,03 trừ đi 0,02 bằng 0,01. Đó, có đáp án rồi. Để không? Ừ. Để thế cái bài này có bạn làm thứ học không? Hôm thứ 6 đúng không nhỉ? Hôm thứ 6 không nhỉ? Hay thứ 2? Thứ 6 rồi, thứ 2 là hôm nay. Đấy, thế thì bạn nào chưa học thì về học lại nhé, thầy tải clip rồi đấy. Sáng thứ 2 thì cũng có clip rồi. Đây là cách thông thường nhá, cách nhanh, cách thông thường này. Cách thông thường nào nhớ luôn luôn. Thì em sẽ hát cộng sẽ hát cộng 2 trừ trước. Còn CO3 2 trừ cũng ra hát CO3 trừ. Hát CO3 trừ đúng rồi. Ban đầu hát cộng là có 0,03. Đúng rồi. CO3 trừ 2 trừ là có 0,02. Đây, chưa có. CO3 có sẵn rồi, 0,02 đúng rồi. Phản ứng là hát cộng sẽ phản ứng 0,02. Ở đây là 0,02 hết đã này. Để hết vậy cái này này. 0,02 CO2 là 0,01 và CO2 là 0,01. Đó, chỉ cần tính mỗi CO2 thôi, thế đây là xong rồi. Đấy, cách cơ bản này. Đầu tiên là H cộng nó chuyển hết CO3 trừ này, H CO3 trừ trước. Đấy, sau đó vẫn còn H cộng thì mới ra gì nhỉ? Ra CO2. Thế còn cái cách nhanh này, hôm trước thầy đã giảng vì sao rồi đúng không? Ta có hệ. Ta có hệ xong rồi ta tổng hợp hệ. Xong rồi nó ra được công thức này. Tóm lại là với cái dạng này các em học thuộc công thức này. Bấm máy tính, phập phát ra luôn. Hiểu chưa? Có cái học thuộc nó nhanh. Cái dạng bài toán nha, cái dạng bài toán mà H cộng tác dụng với hỗn hợp hai mối này. Đấy, đối với dạng bài toán H cộng cộng với hỗn hợp hai cái là CO3 trừ và H CO3 trừ thì các em áp dụng cho thầy công thức này. Không cần quan tâm gì về cái H CO3 trừ không? Được không? Chỉ cần quan tâm với H cộng và CO3 trừ thôi. Bài 10 là bài cơ bản.
phải về cực kỳ văn phòng. Rồi Lân nào. Bạn Lân, bà ấy mời Lân làm anh nhận ra tặng này là hình gì? Xuôi anh rồi. Xuôi đúng không? Xuôi phải làm gì nhỉ? Đọc tỷ số. Bài bài 10. Câu 10. Câu 10 này các em có cả phương pháp là làm phương pháp đại số và cả phương pháp gì? Đồ thị đúng không? Thế nhưng mà có đồ thị thì chúng ta nên dùng do cái việc mà có đồ thị sẵn rồi hỏi số thôi. Chứ chẳng bao giờ người ta từ số người ta vẽ đồ thị nhỉ? Có thời gian lắm. Lâu hơn. Lên nào. Cái này là gì đây? Mon CO2 là bao nhiêu? CO2 0,02 mon của OH trừ 0,006 nhân với 0,1 này cộng với 0,12 nhân với đấy, nhân với 2 nhân với 0,1 tiếp 0,12 chính xác chưa? 0,03. À, các em kiểm tra đúng này chưa? Thế ai chưa biết tính mon OH trừ đưa tay rồi. Em biết tính mon OH trừ đây chưa? Rồi. Thế Hoàng có biết tính mon OH trừ đây chưa? Rồi. Rồi. Thế học này rồi đúng không? Thế đó là tỷ số này. Mon OH trừ trên mon CO2 bằng 0,5. 0,5 đúng không? Ok. Thế bây giờ em dùng phương pháp tính nhanh hay là dùng cách viết phương trình lập hệ? Có phương tính nhanh ấy. N CO2 trừ bằng cái gì? Bằng trừ đúng rồi, phương tính nhanh. Cả các bạn nhóm 8 người, là 9 người cũng như là nhóm 6 người học này rồi. Để học rồi. Công thức này rồi. Thay số bạn thôi. Vâng, 0,03 trừ đi. Vâng. Tốt lắm. Tính thành mon của xe hay cộng? Thành mon của xe bằng 0,012. À, xe hay VA nhỉ? VA. 0,012. Thế bây giờ ta thấy hai cái này nào ít? CO3. Vậy thì tính theo cái ít thôi. Vậy mon của VA CO3 sẽ bằng 0,01. Thế có cần phải biết phương trình BA sẽ cộng với OCO3 trừ thì BA CO3 kết quả không? Không cần thì sẽ đúng không? Em nhẩm ngay vào thế vậy tính thành khối lượng kết quả. Đấy. Suy ra M của kết quả bằng 0,01 nhân 197 thôi. Bằng 1,97 gram. Em chọn đáp án gì? C. Thầy rất dày công để dạy các em mấy cái dạng đấy, đấy là những bài toán tinh. Nó chỉ có một cách làm thống nhất thôi. Cảm xung như thế, nó cứ lặp đi lặp lại như vậy thôi. Cứ hút công thức vào là ra. Không cần phải nghĩ nhiều. Thế còn những cái bài mà nó không có công thức chung thì nó mới phải nghĩ. Câu 12 thì nó lại không trong một đường của cái xương này. Câu 12 là chưa
lớp 10 nó mỗi cái xe A thôi. Nó có mỗi xe A thôi, nó dính chân này tí. Lọc lên thôi. Đây nó là phản ứng một sóc thưởng học lớp 10. Để xem. Câu 13 cũng không phải. Câu 14 thì đương nhiên rồi. À, câu 15 này. Đấy, câu 15 này. Dãy gồm các kim loại đều có cấu tạo mạng lập phương tinh thể. Mạng có thể là phương dâm khối. Các bạn phải phải xem sách khoa học cho nó thuộc thôi. Phương dâm khối. Lập phương dâm khối. Em mở sách qua đi. Em tra thì xem. Em là từng cái từ A là mạng gì? A là cái từ A là mạng gì? Thầy không nhớ cái này đâu. Có cái BA này. Ở đây thì chỉ có mỗi đáp án thôi. Chắc kéo thầy. Thầy không nhớ cái mạng nữa. Thật kéo như thế. Đấy. Tại sao mà mày không nhớ? Bởi vì là những cái này là những câu quá dễ thôi. Kem trước khi thi kem mang ra kem đọc tí. Đọc tí cho nhớ ngay mà. Đấy, kiểm tra đi. Câu hỏi dễ nhưng đòi hỏi là kem phải đọc. Bao nhiêu? À, đáp án nào? B hay D? D hả? Tinh thể. Liti là mạng gì? Kem chống cam với ti mạng gì? Sati. Kali. Thế còn chưa biết trà đâu à? Chết. Nó có cái bài nhưng mà cái bài nó có bút ký. Các bạn nói của trên lớp thì nó có những cái loại hai là có nhiều loại. Đấy, thì tra đi. Cái này thì chảy ra để bắt thầy tra. Tra đầu tiên hoặc đặt tương á. Ngày xưa này thi phải nhớ thôi, sau này không nhớ. Bởi vì nó chả có logic gì mà nhớ. Đấy, các trước đi thi các phải ôn tí. Rồi vậy bài lấy kem sẽ từ đấy nhá, từ cha nhá, từ cha tôi nhớ thầy bỏ kem ra bán gì thì nó lại thành đấy đó, thành nhạt lắm. Nào bây giờ câu 16 là câu làm tí. Kem phải cha kem nhớ được, chứ cần thầy bảo kem ra bán gì thì nó chỉ biết thế là qua luôn. Buổi sau thầy sẽ chuyển sang chương ngôn. Thế còn tất nhiên là cái chương này sẽ còn quay lại em ạ. Sẽ còn quay lại nhưng mà chúng ta không thể dừng lâu quá ở cái chương này được. Sẽ còn quay lại khi mà chúng ta đã học xong các kiến thức cơ bản ở các chương. Thì ta sẽ quay lại ngôn này lần 2 thì sẽ là quay lại. Nào, bài 16, mỗi bài này sẽ đâu nghỉ. Xong rồi em ở nhà em lại tiếp tục có thời gian thì em đầu tư thời gian em làm tiếp. Câu 16 cho hợp gồm 6772 gam magie và 0.8 gam MgO ta dùng hết phân tử dư cộng với H2O3 dư. Sau khi các phản ứng hoàn toàn thu được 0.896 lít X và dung dịch Y và dung dịch Y làm bay hơi dung dịch Y bay hơi là tên độ ấy không cạn đấy, thu được 46 gam nước than. Phía X là
Thứ nhất là các em có tắt sơ đồ vào này. Từng người em cũng mới trước thôi nhưng mà nó rất là ý nghĩa đấy. Các em có tắt sơ đồ xong thì gần như là các em sẽ hiểu được cái này. Thế mà tổng cái khối lượng muối là bao nhiêu gam đây? À,
À, đúng rồi, vậy thì các đối hiệu thì có thêm gì? M bốn nữa bốn, n ba sẽ bằng 46 trừ đi 4 nhân 4.4 bằng bao nhiêu? 1.6 1.6 gram. Thế từ đó tính thành mol của nó, mol của nó là 4.3 bằng bao nhiêu? Đúng, 2 mol. Cái nó 4.3 này là gọi là cái dấu mặt, người ta không nói tới đâu, nhưng mà bao giờ phải đề phòng, nhưng mà bao giờ cũng phải đề phòng có cái đấy. Rồi, bây giờ chúng ta mới sử dụng phương pháp của toàn E. MG lúc đầu là bao nhiêu, số xoắn bao nhiêu đây? Cái này không nói gì, cái này dương 2, không thay đổi tính đây này, 0 này. MG 0 này sau phản ứng thành MG gì? MG 2 cộng, số thay đổi là gì? Lấy 0 trừ cái này thôi, là 2 2E. Mà mol của MG là bao nhiêu đây? 28. Vậy em làm nào ra không đấy? Là nhân 2 trên 1 ra không phải 56. Thế là tạm tạm lên đây đã. N2 bao nhiêu em?
NO là bao nhiêu? 3. NH4 là 3 là 8. Cái này phải nhớ. Thế còn tại sao nhớ thì có thể dễ dàng thì thôi. Đây là dương 4 này, 5 trừ 4 thì 1. Đây là dương 1 thì 5 trừ 1 thì còn 4 x 2 là 8. 0 này, 5 trừ 0 là 5, 5 x 2 là 10. Đây là dương 2, 5 trừ dương 2 ra 3. Âm 3, âm 3, 5 trừ âm 3 là 8. Thế này hiểu các em đã được thầy đây chưa? Vậy thì cách tìm ra cái khí là gì? Cách tìm ra khí nhá, tổng quát này. Cách tìm ra khí đó là em lấy số E với số mol E chia cho số mol của chất, số mol của khí sẽ bằng số E trao đổi. Đấy, lấy số mol E nhận này trên số mol khí bằng số E trao đổi, sau đó áp vào trường hợp này. Nếu mà 1 thì là 1 2, nếu mà 8 thì là 2 ô, 10 thì là 2, 3 là 1 ô, và nếu mà 8 thì là 4 là 3. Nhưng mà thực ra cái này không phải là khí, nó là sản phẩm khử thôi. Các em được biết làm chưa? Cái dạng này thầy đang đào tạo cho năm lớp 10 đã học cái này rồi. Hồi xưa thầy dạy các em các bạn từ đầu đã học cái này rồi. Nhưng mà chưa kỹ, đến lớp 11 học thương meter là kỹ hơn. Và các em đã tạm nghỉ nhá. Buổi tiếp theo là các em nhớ giờ buổi thứ 6, 5 giờ thì các em sẽ học sang chương mới, chương nhôm. Thế còn nhóm 6 bạn ấy thì cần học bổ sung những chương cái phần đồ thị ấy, thầy sẽ lên những lịch để báo.